Anh thấy con nhỏ đó cũng được. Anh thích hả? Anh xài nó đi. Em đá nó lâu rồi. Cái dòng mà hám của, thích đà mỏ như nó, mình có tiền mà, muốn gì mà nó trả làm. Tôi thay cái chui luôn rồi à. Giờ là xài ngon lành. Chị lại mở thứ bên nó có trái không? Rồi. Trời, hay quá, cảm ơn Đạo nha. Có gì đâu. Hai, cái bóng đèn của phòng mình nó hư á, em đi mua về chuẩn bị thay nè. Chưa gì mà hai nhờ người ngoài làm gì vậy? Em đi mua có nói đâu mà hai biết. Mà Đạo nói là còn dư cái bóng đèn thì thay dùm cho mình, có gì đâu làm căng với vậy. Nói hay nghe nha, không phải tự nhiên cơ khơi mà người ta có lòng tốt với mình đâu. Khốn nạn, dám giở trò hèn để cướp đi đời con gái của mình, còn ở đó hứa hẹn ra vẻ cao thượng. Mình đã lầm, suýt nữa thì đã siêu lòng nhiều thằng hèn. Mình phải đòi lại xứng đáng những gì nó đã lấy của mình. Còn thơ mà đã muộn.